Ăn chi miếng bự dữ hả? Cha thế rồi là nhiều người nơi cho cha. Chúng chó mẹ quá, chúng chó mẹ quá bự. Con ăn một mình, con ham ăn. Bây giờ mình biết, biết làm sao chăm sóc giờ. Ở đâu? Xin chào cả nhà. Cả nhà hôm nay vết thương của Nguyên như thế này nè. Nó ráo mặt hết trơn, khô rang. Đó. Better rồi. Từ đây. Con nó làm sao? Là rất là tốt rồi đó. Nói chung là cái vết thương bây giờ là lành lại rất là tốt. Rồi hôm bữa ngày mình cũng cử ăn rồi tùm lum lá trơn á. Cho nên là trưa ngày hôm nay mình quyết định sẽ nấu một món thịt heo quay. Đúng rồi. Trưa nay quyết định nấu thịt heo quay. Mà lần đầu nấu không biết sao, không biết có thành công không, không biết có nổ da không nữa. Cho nên thôi mình vô bếp mình nấu nha cả nhà. Ở đây Quyên có cục thịt ba rồi, 1,5 kg. Bây giờ mình sẽ cắt ra và ướp. Cứ để mình ướp. Đây là ruộng mai quế lộ, Quyên tự làm luôn. Làm từ mấy cái hồi, quế, thảo quả nữa. Mình ngâm với rượu để mình làm heo quay. Mình cho 1,5 muỗng. Giờ mình cho rượu ướp lên trên thịt. Bên đây gia vị ướp, Quyên sẽ cho nước tương 2 muỗng. Đường Quyên cho 1,5 muỗng. Gian thêm gần 1 muỗng hạt nêm cả nhà. Xong cho tiêu vô. Rồi bây giờ mình sẽ phết lên miếng thịt, phết cái phần gia vị này lên. Cho phần thịt vô với bạc. Bây giờ Nguyên sẽ chậm cái phần da để cho nó khô. Rồi mình sẽ đi để trên máy quạt nha cả nhà. Cho quạt sấy khô cái phần da khoảng 30 phút, sau đó mình đi nướng. Sau một hồi hong với quạt gió, bây giờ Nguyên sẽ gắp muối lên. Gắp muối lên phần da để mình đi nướng. Thì Nguyên học cái cách này ở trên mạng đó. Bây giờ bếp nóng rồi, mình sẽ cho vô và nướng nha. Bây giờ giới y của mình đang đói. Yeah. Ngon quá em ơi. Chưa nè, chưa. Thèm heo quay ha. Phải ở đây có heo quay mua ăn. Đó làm, nhưng mà làm em thấy nếu mà vậy thành công là cũng đơn giản chứ không có khó. Em à, em muốn báo đáp anh bằng nấu ăn thích heo quay chanh. Và thích heo quay lắm. Cái này là lớp muối, lớp da dưới đây nè, lớp da nè. Mình bán nó mấy phồng lên. Quá thanh của người mày.
chưa thành công anh ơi. Chưa thành công nữa. Còn da nó phải gọt lên mới được. Ừ. Nó phải giòn da. Ừ. Phải 20 phút nữa. 20 phút nữa hả? Bây giờ mình sẽ nướng ở trong lò này á, nhiệt độ 215 độ C 20 phút. Cho cái da nó phồng lên. Wow. Bắt con chị nhé. Coi chị nóng anh nha. Wow. Nó nhọn thế luôn á. Wow, mà chắc ta. Nó ngon quá. Đây nó khét kìa. Anh thơ ơi, em ơi. Nó khét rồi em ơi. Không mở ra là nó khét nè. Trời ơi, trời ơi. Đó, đâu? Nó khét ở trong kìa. Nhẹ phần này nè. Ôi trời trời trời. Tuấn nấu nữa. Được ha. Được ha. Đúng rồi ha. Được. Ok. Làm từ sáng giờ được như vậy nè cả nhà. Mà buồn quá à. Nó bị khét chỗ này rồi, hồi nãy ở trong lò mình không thấy được, quên canh. Bị khét một chút xíu. Heo quay da giòn. Còn đây là chén nước chấm Quy mới làm. Đó. Đợi anh Huynh đi rước nội về rồi ăn. Rước nội, đưa nội đi trung tâm rồi anh về, rồi ăn chung. Rồi cả nhà ơi, Quyên chuẩn bị thịt heo quay cho mình, cho nên mình cũng muốn giúp vợ của mình. Yeah. Đây là pan baguette. Giống như bánh mì Việt Nam vậy đó. Đúng rồi. Từ Pháp nha cả nhà vui. Rồi bây giờ anh làm bánh mì nha, anh nướng bánh mì đi. Ok. Nướng bánh mì xong rồi ăn á. Ok. Một cái này nướng lên nó bự hơn anh. Ừ, bự hơn. Cái này được rồi. Bỏ 58. Wow, cái nhà ơi. Nếu quay này đi rất là ngon quá. Bây giờ em sẽ chặt nha. Chặt heo quay nha. Ừ. Em nào ngon mà. Why do you look incompetent? Yeah, I remember cô gái chắc hé. Wow. Sao văng quá. Thơm quá à. Ừ, thơm bánh mì ha. À, có nhẹ. Giống bánh mì Việt Nam quá à. Ừ, nhưng mà một chút nhỏ.
Xin chào cả nhà. Quang Thanh rồi. Cuối cùng nè. Ở đây đó, có bánh mì nè cả nhà. Đây. Bánh mì mình nào? Bánh mì anh Huy làm. Bánh mì Costco. Nhìn giống y như bánh mì nhỏ ở Việt Nam mình vậy. Nhưng mà nhỏ lắm. Đặc quá ruột. Thơm luôn, quá thơm luôn. Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ. Rồi mà xích cái xe yo. Xích cái xe yo. Hôm nay ăn heo quay với bánh mì nha cả nhà. Với lại nước sốt này Quyên làm nè. Nước sốt. Làm sao ăn ta? Một bầu anh làm sao ăn thịt heo quậy? Thơm à? Thơm ha. Anh chấm với sốt này ăn thử anh. Chấm sốt hả? Mấy cái nhà nhỉ? Ăn coi nó giòn không? Master Chef Ram à. Ok. Mấy cái nhà? Mấy cái nhà. Mình thấy quan trọng là tành, thơm, mềm nhưng mà ngoài nhường. Cái này làm món này ngon hơn. Ờ, xin chào bà xin nè. Cái này ngon. Quá. Ngon. Mà ta. Quyên có nước thêm 6 cái nữa cả nhà. Đang nướng trong lò. 6 cái bánh mì. Bánh tròn. Heo quay ngon quá. Lẽ ra là phải ăn với bánh hỏi mới đúng. Nhưng mà tại vì hôm nay là hôm nay gì? Không có bánh hỏi. Cái chỗ mà Quyên mua á thì đóng cửa rồi. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Summer vacation. Nhưng mà cái này cũng ngon mà. Rất là thích. Nhưng mà bánh này là kiểu Pháp cho nên khác nhau với bánh mì Việt Nam. Không phải là 100%. Cái da nó giòn ghê luôn, giòn tan luôn. Chấm với sốt lúc luôn ha. Ngập sốt. Món này chắc là ngon. Nhưng mà anh thấy là nail anh ăn mà heo què ở Việt Nam á sẽ ngon hơn á. Anh cảm thấy như vậy á. Tại vì heo què là những our memory food nha. Cô gái chắc heo. Lúc đó thì chúng mình với nhau mình đi quán của Nguyên muối ngày đúng không? Được luôn á. Ăn xôi tem nương heo quay nữa. Miss the old time. Đúng không? Heo quá khử quá. Ngon mặt à. Ngon. Anh cứ chặt mấy miếng viên này cho anh ăn đó nè.
Ăn thử miếng ghiền rồi cả nhà. Bóc tay luôn nha cả nhà ơi. Miếng này hơi dày ha. Hơi bài tình trọ. Ngon. Và miếng nếu cả nhà có Costco, còn nhà của cả nhà mua bánh này mà ăn thử đi, rất là ngon, mình thích. Ăn ngọt lắm. Anh thích bánh mì này không? Thích. Anh thích bánh mì Việt Nam không? Cũng thích, em cũng thích bánh mì này. Bánh mì này cũng giống như bánh mì Sài Gòn đằng ruột vậy. Giống luôn á, chứ không có khác, em thấy giống luôn á. Mày thơm không? Lần đầu tiên mà em làm thành công ha. Đấy là lần trước á. Thành công gì? Cái đó nó hơi hồng hồng. Mình thành công, ngon. Thành công hơn lần trước. Lần trước là Nguyên có làm một lần rồi cả nhà. Thất bại. Quá thất bại luôn. Nó hơi cứng. Đúng không? Anh nhớ không? Nói chung là thất bại. Lần này là làm mới thành công. Anh thấy là lâm tầm mi Việt Nam. Vì bánh này cũng út nha. Nhỏ quá. Nhỏ hả? Anh muốn nào? Dấu này á cả nhà ơi, mình bạc táo làm cho chơi mới, cho nên mình nghĩ là mình sẽ vân hơn. Nếu chúng mình ở video ít hơn thì cả nhà yên tâm nha, hãy hiểu cho mình nha. Cái tay em rung. Anh thích bánh mì hay là anh thích thịt? Hai cái luôn. Hai cái hút nhau. Mà anh nghĩ là bánh này á is dense, denser than bánh mì Việt Nam. Heavy. Trong này là nhăn rồi mất. Có nhiều lắm. Anh chồng mới đặt ruột cái nè. Ở Việt Nam cũng có y như vậy á. Em muốn hả? Thiệt. Thiệt hả? Anh tại vì anh không biết á, chứ cũng có mà. Trung thành nè. Hay quá. Em đúng đó. Do của mình phải trung 100%. Xin lỗi.
Mà bánh mì này nướng lên ăn giòn thiệt. Ngon. Ừ. Ăn này hơi khô quá nhỉ. Con nói được, ăn sao đi. You can only taste this. This is the best sushi. Sushi bean. Oh, it looks like sushi, đúng không? No. Ăn chi miếng bự dữ hả? Ăn miếng nhỏ thôi, xé ra thôi. Ăn một miếng bự quá. Từ những cái vlog tiếp theo á, em sẽ tập cho anh ăn nhỏ lại nha. Ăn nhỏ nhỏ thôi. Ok không? Ok. Chứ anh bây giờ anh ăn mọi người la đó. Đúng không? Hôm bữa anh nói là mọi người la anh, phải không? Nhưng mà cả nhà ơi, ăn bữa như này là giống như DNA level, hiểu không? Thực sự lắm. Dạo này á, cha của mình tốt quên luôn, trên YouTube và Facebook. Cha thế rất là nhiều người nơi cho cha. Chúng chó mẹ quá bự. Cha biết đó. Nhưng mà cha muốn thay đổi mà khó lắm, hiểu không? Cha nói cho mình là Phương ơi, cha cho mẹ qua bộ hả? Cha chưa biết hả? Nhưng mà our family eat big like that. A small nhà hẹp. Đúng rồi. Đúng không? Success. Đúng rồi. Không có người. Ngon quá. Ngon. Đó bắt đầu đó. Ăn hết cái này đó, ăn hết cái dùng miệng nữa. Ăn ăn đi. Rồi hết cái dùng miệng. Ok, ăn cái này. Chấm mấy sốt nữa. Đúng rồi đó. How? Kể từ video lần tới là Quyên sẽ giám sát ở nhà cả nhà. Cho anh ăn nhỏ lại chứ đừng không có để anh ăn như vậy nữa, ăn quá bự nhai thiệt chứ. Cả nhà có lẽ thấy Quyên bèo hồn trước, nhưng mà cái này không phải là Quyên bèo mập. It's because you were swollen. Yeah. Because after your surgery. Yeah. Ngày dạo này Quyên bắt đầu tập tiêu cả nhà ơi. Chạy xe ta 1 tiếng ở nhà hàng ngày luôn. Mập hơn trước. Chắc là sao ok đó. Mà dễ mà không được luôn á. Được. Muốn cũng ăn chỉ 4 lần 1 mình. Một nửa thôi. Hết được. Đúng rồi em này. Ăn hết miếng thịt luôn cũng được. Teacher. Ăn nè. Còn nhiều lắm nè.
Thịt heo quay em thích nhất. Quan trọng nhất của thịt heo quay là da giòn á. Ăn bánh mì nữa không? Em lấy thêm cho. Anh đớp rồi. Anh nghĩ là anh cũng học nhiều từ YouTube, từ phần luôn của cả nhà. Trước khi mỗi người nói cho mình chăm sóc Quyên tốt nha, Quyên ăn một mình, Quyên tham ăn. Trước đó mình không biết luôn á, mình không biết mình tham ăn luôn á. Bây giờ mình biết, mình biết làm sao chăm sóc giờ. Ủa đâu? chăm sóc em rất tốt luôn á. Không thấy luôn á. Không thể hả? Không thể hả? Nè, chăm sóc em nè. Theo Hồi nãy không chăm sóc, bây giờ mới chăm sóc. Trễ rồi chàng ơi. Lầy. Bé xéo, mà ngon, chính đâu ngon. Lần này thành công. Thành công. Hai miếng, mấy cái nhang đi. Nhang nghe giòn giòn ấy là cái nhang, cái đó là da heo á. Với lại vỏ bánh mì. Nó giòn vậy đó. Miếng cuối cùng nha cả nhà. Sau ăn miếng cuối cùng là mình đi ngoài để làm. Rồi cả nhà ơi, hôm nay thay vợ chồng mình ăn thử thịt heo quay ở Hàn Quốc. Thịt heo quay Quyên làm á. Rất là ngon. Nói chung là thành công á cả nhà. Rồi tới đây hai vợ chồng xin kết thúc video nha. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Bye bye.